Xin kính mời tất cả cùng đứng lên nghiêm chỉnh để làm lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Là phút mặc niệm. Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như phút mặc niệm vừa chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn và xin kính mời quý vị an toàn. Và chương trình được bắt đầu với ca khúc Tình Nghệ Sĩ Hành Khúc. Với lời nhạc hùng hồn ân tình lai láng, hòa quyện với tâm tình của người nghệ sĩ tại hải ngoại đang khao khát một quê hương được thanh bình tự do trong dân chủ. Ca khúc được sáng tác bởi hai nhạc sĩ Anh Bằng và Cao Minh Hưng sẽ do toàn ban hợp ca câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm vẫn hiến, đem quê hương sống nổi sáng tiến. Vũ Minh Phương xin trân trọng thân ái kính chào quý vị, các quý bậc trưởng thượng, các quý diễn giả cũng như các cơ quan truyền thanh, truyền thông và truyền hình, báo chí. Và lời nói đầu tiên
Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính gửi đến quý vị lời chào mừng nồng nhiệt nhất cũng như những lời chúc tốt lành nhất đến tất cả quý vị ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh để tiếp đón quý vị trong một ngày cuối tuần thật là đẹp trời. Tháng 11, trời đã bắt đầu vào thu. Một mùa mà có thể nói là sẽ hứa hẹn với chúng ta rất nhiều bận rộn trong những ngày lễ lạc. Nhưng hôm nay thì tất cả chúng ta đã chọn nơi đây đến để gặp như một điểm hẹn của yêu thương. Và sự hiện diện của quý vị đã nói lên cái sự yêu thương bảo bọc với các văn nghệ sĩ tại hải ngoại, và nhất là sự ưu ái đến với một tác giả nhà văn Trinh Nguyên ở mãi tận San Jose với hai tác phẩm Nợ Em Một Đời và Đôi Mắt Biển, cũng như tác phẩm Đại Đế Quang Trung. Trận đánh cuối cùng chấm dứt họa Bắc thuộc của tác giả Vũ Ngọc Đình, mà tác giả hiện tại đang bệnh rất nặng và không biết sẽ ra đi vào lúc nào. Kính thưa quý vị, cả ba tác phẩm đều là những cái tâm huyết yêu thương của một đời người, của một người cầm bút. Và cái niềm ao ước, an ủi lớn nhất của một người cầm bút là chỉ mong sao bằng cách này hay cách nọ mang tác giả của mình để đến tận tay các quý khán thính giả. Các quý vị ngày hôm nay, vì tình yêu thương mến đối với các văn nghệ sĩ, xin quý vị ủng hộ cho. Thì sách đã được ký sẵn ở bảng phía sau, hoặc là xin mời các quý vị liên lạc với ban tổ chức để nhận sách. Quý vị thấy có được không ạ? Xin quý vị một tràng pháo tay cho để chào đón nhà văn Trinh Nguyên. Và kính thưa quý vị, sự hiện diện của quý vị cũng rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, tất cả mọi sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay đều là thượng khách của ban tổ chức chúng tôi. Tuy nhiên, cũng xin phép quý vị để đôi phút để được giới thiệu đến những vị khách mời ngày hôm nay. Thứ nhất là xin cảm ơn sự hiện diện của ông bà Bùi Dương Liêm, tức là Đài Truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Thứ hai là anh Phan Tấn Hải, phóng viên Việt Báo. Ông Nguyễn Kinh Doanh. Đã thưa một tràng pháo tay cho tất cả mọi người. Và cũng như là giáo sư Dương Ngọc Sum. Ông Bùi Bình Bân, Đài Free Việt Nam. Mà hôm nay ông vừa cho biết rằng là cái chương trình này đã được chiếu live. Thành ra quý vị mà không có đi được ngày hôm nay thì quý vị vẫn xem theo dõi được chương trình ngày hôm nay. Ông ký giả Nguyễn Thanh Huy, Việt Báo. Diễn giả giáo sư Nguyễn Văn Sâm. Xuân Huỳnh, Đài TV 54.3. Và mục sư David Huỳnh. Anh Phan Đại Nam, Đài SET, tức là SET. Ký giả Thanh Phong, Nhật báo Viễn Đông. Ký giả Kiều Mỹ Duyên. Không thể nào thiếu sự hiện diện của nhà văn Bích Huyền. Và cô Nguyễn Thị Dung, hội trưởng trung học Ái Hữu Ban Mê Thuột, tức là bạn của nhà văn Trinh Nguyên, đến từ ông bà Nguyễn Thị Nho, cũng là bạn của nhà văn Trinh Nguyên. Nhà thơ Dương Hồng Anh, tức là cháu nội của cụ Dương Khuê và là chị họ của nhà khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, cũng có mặt ngày hôm nay. Cô Lâm Huyền Vi, Đài SPTM. Và Tina Phạm, thủ quỹ văn thơ Lạc Việt, đến từ San Jose, mặc chiếc áo dài rất là đẹp.
và một người bạn đến từ Việt Nam của nhà văn Trinh Nguyên, đó là ông Trần Can. Ông bà Nguyễn Ngọc Thiệp và ông Long Nguyễn, đài Việt Nam National Council TV ở bên tay phải của Cố Minh Phương, và sự hiện diện của kỹ sư Bùi Phát, nghị viên thành phố Garden Grove và cũng là tổng thư ký ủy ban xây dựng tượng đài của vua Quang Trung, và cũng xin chúc mừng ông vừa mới thắng cử. Và người kế tiếp là sử gia Phạm Trần Anh và cũng là một nhà biên khảo văn học. Trên tay lại có thêm là sự hiện diện của kỹ sư Lê Ngọc Điệp, Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Và người mà rất xinh, rất đẹp cũng rất là quan trọng, đó là chị Như Hảo, chủ nhân của chương trình Đài Mẹ Việt Nam. Chị cũng là một diễn giả ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, như Ngô Kim Phương đã mention từ đầu là tất cả quý vị đều là thực khách của chúng tôi. Tuy nhiên, vẫn có những số người mà cần được rất là chân thành cảm ơn. Và trong cái quá trình làm việc với câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ thì nhân cái giây phút này thì chỉ cho Minh Phương nửa giây để chân thành cảm ơn sự đóng góp rất nỗ lực, rất là khổ và rất là mất nhiều thời gian, nhất là của ban văn nghệ câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Các chị đã bỏ ra rất nhiều thời giờ để có thể tập dượt những màn hát, màn múa, màn văn nghệ, vì với mục đích là để đi sát với sinh hoạt cộng đồng và để cống hiến với quý vị những nét văn hóa nghệ thuật tại hải ngoại mà thôi. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn công sức đóng góp của ban văn nghệ của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Và kính thưa quý vị, không chỉ cho rằng để chúng ta đi ngay vào chương trình với một khuôn mặt rất là đa tài, rất là phải nói là không ai nhiều chữ sĩ bằng anh, mà một người cũng bỏ rất nhiều cái thì giờ để mà cho chúng ta có một cái buổi ra mắt sách thật là chu đáo ngày hôm nay. Vũ Minh Phương xin kính mời quý vị cùng hân hoan chào đón con chim đầu đàn của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, trưởng ban tổ chức Cao Minh Hưng. Xin cảm ơn chị Vũ Minh Phương. Trước hết, cảm ơn thay mặt các anh chị trong ban tổ chức xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong gần 5 năm vừa qua, câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ với một trong những mục đích là chúng tôi luôn luôn muốn bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam ở hải ngoại. Để thực hiện công việc này, chúng tôi luôn sát cánh và hỗ trợ các văn nghệ sĩ trong những chương trình ra mắt sách như ngày hôm nay. Chúng tôi rất là trân trọng có sự hiện diện của quý vị trong buổi ra mắt sách ngày hôm nay, cũng như cảm ơn các anh chị, các quý vị, các cơ quan truyền thông báo chí đã có mặt trong chương trình. Kính thưa quý vị, khi nhà văn Trinh Nguyên ngỏ lời muốn ra mắt quyển sách của tác giả Vũ Ngọc Đình, Đại Đế Quang Trung, và hay tác phẩm của ông nói trước cái hiểm họa của Trung Cộng đang xâm lăng Việt Nam, đề tài của quyển sách Đại Đế Quang Trung một lần nữa để khẳng định trang lịch sử Việt Nam rất oai hùng, và câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ rất hân hạnh được tiếp tay để ra mắt sách ngày hôm nay cũng như hai tác phẩm của nhạc sĩ nhà văn Trinh Nguyên. Một lần nữa thì tiếp lời chị Vũ Minh Phương, chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các quý vị, các cơ quan truyền thông báo chí, các chị em trong ban văn nghệ của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ cũng như các vị diễn giả đã nhận lời có mặt ngày hôm nay để góp phần trong chương trình ra mắt sách Đại Đế Quang Trung cũng như hai tác phẩm của nhà văn Trinh Nguyên. Xin thay mặt ban tổ chức, một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị có mặt ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, kính thưa quý vị, Vũ Minh Phương lại hân hạnh giới thiệu đến quý vị một người mà đây là một cái ngày mà có cái lý do thật là chính đáng để cho chúng ta được gặp mặt một nhân vật chính không ai khác hơn, đó là nhà văn tác giả, nhà văn Trinh Nguyên, tác giả của hai tác phẩm ngày hôm nay, Nợ Em Một Đời và Đôi Mắt Biển. Anh tên thật là Nguyễn Trung Chính, nhưng khi viết văn anh lấy bút hiệu là Hà Nguyên Trung. Năm 1954, anh di cư vào Nam, mà hình như anh đi theo bằng diện tàu hóa mồ.
tàu Hóa Mồm đi dư vào Nam và định cư tại Nha Trang và Ban Mê Thuột. Sau đó anh theo học ở các trường trung học Ban Mê Thuột, dòng La San Nha Trang và cuối cùng anh dừng chân tại Đại học Văn khoa Sài Gòn. Trước năm 1975, anh phục vụ trong quân chủng không quân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và năm 1975 cũng là năm anh di tản qua Hoa Kỳ và làm kỹ sư kiểm tra kỹ thuật. Đúng không anh? Trời, em thuộc bài quá. Và kính thưa quý vị, anh đã là người mà viết rất nhiều với các tờ báo Việt ngữ tại ở Cali, chẳng hạn như là Văn Đàn Hồng Tâm, Tuyển Tập Văn Học Nghệ Thuật, Thời Báo Online, Diễn Đàn Network và báo Dân Ý North California and Denver, Colorado. Và hiện tại thì anh là chủ tịch của Hội Văn Thơ Lạc Việt và đồng thời anh cũng là chủ nhiệm của trang web Văn Thơ Lạc Việt. Xin kính mời quý vị một tràng pháo tay để chào đón nhà văn Trinh Nguyên from San Jose. Xin chào quý vị. Trinh Nguyên thì xin kính chào quý vị trưởng thượng, quý vị đại diện các hội đoàn, quý vị truyền thông báo chí, quý văn nghệ sĩ và quý đồng hương, quý quan khách có mặt tham dự buổi ra mắt sách ngày hôm nay. Tôi thành thực cảm ơn tất cả cô quý vị đã có lòng tới đây để tham dự buổi ra mắt sách và nhất là tôi cảm ơn nhạc sĩ Cao Minh Hưng, chủ tịch của ban tỉnh nghệ sĩ và trưởng ban tổ chức buổi ra mắt sách ngày hôm nay. Nhất là tôi cảm ơn chị họ của tôi là chị Kiều Mỹ Duyên, nữ sĩ Bích Huyền, nghệ sĩ Như Hảo và nhà biên khảo giáo sư Nguyễn Văn Sâm, nhà biên khảo đấu tranh Phạm Trần Anh. Tôi cũng xin cảm ơn quý vị văn nghệ sĩ của câu lạc bộ đã có công tập hát và lên trình diễn cho quý vị coi ngày hôm nay. Và sau hết là tôi xin hẹn quý vị tới một chương trình chi tiết khác, đó là tác giả tâm sự với quý quan khách. Cái giờ phút này là tôi chỉ có 5 phút để nói chuyện với quý vị, là thành thực cảm ơn quý vị đã có lòng tới đây ngày hôm nay với tác phẩm Đại Đế Quang Trung, Trận Đánh Cuối Cùng Chấm Dứt Nạn Bắc Thuộc, và hai cuốn sách của tôi là Nợ Em Một và Đôi Mắt Biển. Xin kính chào quý vị. Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh biết em cảm ơn anh về gì không? Nói ngắn và nói gọn. Và em nghĩ khán giả cũng rất cảm ơn anh điều đó. Và kính thưa quý vị, Phương lại hân hạnh giới thiệu đến quý vị một khuôn mặt rất là thành công ở cộng đồng chúng ta, một nữ diễn giả với lệ với vai trò giới thiệu ba tác phẩm ngày hôm nay, đó là ký giả Kiều Mỹ Duyên. Trước năm 1975 thì là một phóng viên chiến trường rất nổi tiếng, và kể từ năm 1964 thì bà chuyên viết về những vấn đề chính trị và xã hội và đã từng cộng tác với các báo như Công Luận, Hòa Bình và Trắng Đen. Năm 1976 vượt biên tị nạn sang Mỹ và hiện ở tại vùng miền Nam Cali. Năm 1982 bà tốt nghiệp về báo chí, chính trị và địa ốc, và tốt nghiệp tại trường Cal State Fullerton. Năm 1984 và thành lập Western Real Estate Company, và hai năm sau đó đã thành lập Anna Funding Corporation. Hiện tại bà viết rất liên lạc với và viết vào rất nhiều báo Việt ngữ và đồng thời cũng viết về những vấn đề chuyên môn cũng như các sinh hoạt của người tị nạn và các tù nhân chính trị. Xin kính mời quý vị cùng hân hoan chào đón ký giả phóng viên nổi tiếng
Kiều Mỹ Duyên. Dạ thưa quý đồng hương, Kiều Duyên là không có biết nói đâu, tại vì không có gian qua. Ở đây chút xíu này quý vị nghe hai cái cô bạn của tôi, hai cô em Bích Huyền, Trương Dương, vừa văn chương vừa ngọ cũng như Nhĩ Hảo. Bây giờ là nếu mà và bây giờ kính thưa quý vị, chúng tôi rất phục quý vị buổi trưa ngày cuối tuần mà có mặt ở đây. Trong suốt cuộc đời Kiều Duyên phục nhiều người lắm, mà có thể nói hôm nay là phục tất cả quý vị đây chưa, và phục một cái nhà văn mà gần ra đi rồi, không biết là bây giờ đó ông còn thở hay không, chúng tôi không biết. Khi mà chúng tôi liên lạc về nói chuyện với ông á, thì ông nói là cô Kiều Duyên ơi, tôi chỉ mong á, cái tác phẩm của tôi tới tay đồng bào hải ngoại, bởi vì trong nước á, những cái bài viết nào, những cái tác phẩm nào mà chống quân xâm lăng là không được phổ biến, không được in, không được bất cứ gì cũng được hết trơn. Và ông có nói với Kiều Duyên là rất cảm ơn anh em nhà văn nhóm Lạc Việt cũng như là ông sĩ quan không quân là ông Trinh Nguyễn là đã bỏ tiền túi ra để in cái tác phẩm này thưa vị. Và tác giả có nói thêm một câu, Kiều Duyên ơi, tôi đói đã đói lâu rồi, tôi mong rằng bà con đọc cái tác phẩm của tôi và mong rằng bà con là đóng góp để in những tác phẩm kế tiếp. Đó là Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, là những anh hùng dân tộc chống quân xâm lăng Tàu cũng không, trong nước cũng không được in thưa vị. Cho nên đây là một tác phẩm là tim là óc của nhà văn Vũ Ngọc Đỉnh sắp ra đi rồi. Cô con gái cô nói là cô Kiều Mỹ Duyên ơi, ba con á, gặp các bác các chú lúc nào hay lúc đó, sợ rằng ngày mai tuần không phải đợi tới tháng sau nữa, có thể từng ngày mai nè, có thể tuần sau ba con không còn muốn nói nữa. Tôi liên lạc với ông Vũ Ngọc Đỉnh ngày hôm qua, thì trong cái email tôi gọi về không được, không được gặp. Ông viết cho tôi mấy chữ, ông nói xin gửi lời cảm ơn tất cả quý đồng hương có mặt ngày hôm nay, và ông cũng cầu nguyện cho quý vị có sức khỏe để cùng nhau đấu tranh cho một Việt Nam thật sự có tự do, dân chủ và nhân quyền. Và cái email đó ngày hôm qua tôi có, ngày mới ngày sáng này chứ, tôi có đưa cho ông Trinh Nguyên ông đọc rồi. Và ông gửi lời cảm ơn tất cả quý vị nhà văn, nhà báo, quý đồng hương có mặt ở đây ngày hôm nay, và cái lời cầu nguyện và lời chúc lành của tác giả, mặc dù tác giả sắp đi rồi mà còn gửi lời chúc lành đến quý vị thưa quý vị. Và trước khi in tôi có đọc cái bản thảo Còn Nợ Em Một Đời của tác giả Trinh Nguyên, một sĩ quan không quân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở tù ra, trốn từ nhà này qua nhà khác, nhờ cái sự đùm bọc của bà con mà tác giả Trinh Nguyên mới vượt biên, mới ra được hải ngoại. Và cái chuyện tình ở trong cái quyển này nó ướt như nước mưa quý vị. Và chúng tôi trân trọng kính mời quý đồng hương có ba cái quyển sách này ở trong tay của quý vị đem về để cho con cháu của quý vị đọc, để biết rằng ông cha của chúng ta là anh hùng đuổi quân xâm lăng, ngay cả Hai Bà Trưng và Triệu cũng đánh quân xâm lăng thưa vị. Cho nên chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã nghe. Kiều Mỹ Duyên nói dở lắm, nhưng mà quý vị nghe là quý vị có lòng rộng lượng rồi. Xin cảm ơn quý vị. Và cũng cảm ơn hồi nãy tôi thấy rất nhiều quý bà con vô đây đón nhận những quyển sách này một cách rất là long trọng, như là cô Dung là cô mua hai quyển sách 200 đồng. Cảm ơn rất nhiều. Và cái người mà yểm trợ tích cực cho nhà văn đi lái xe, cho nhà văn đi nửa đêm nửa hôm từ miền Bắc, đó là phu nhân công Trinh Nguyên. Xin quý vị cho tôi một giây. Xin mời cái người phụ nữ mà tôi rất thương mến là bà xã công Trinh Nguyên để nhận cái trách nhỏ nhỏ chút xíu. Rất xứng đáng. Rất xứng đáng, đúng vậy. Rất xứng đáng. Để lái xe cho ông chồng đi thưa vị. Đây là một phụ nữ mà tiếp tay với chồng rất tích cực ở miền Bắc California, tặng em chút xíu. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cầu xin ơn trên ban sức lành cho sức khỏe của tất cả quý vị. Và cũng chúc mừng tân nghị viên Bùi Thế Phát, cũng là người rất yêu văn nghệ. Và mai mốt nữa, chút xíu nữa nhờ Phát hát một bài cho quý vị nghe. Xin cảm ơn. Em nói câu gì không nhờ?
Dạ em thì không biết nói gì hết, em chỉ có cảm ơn các bác, các ông, các bà, các anh, các chị tới đây đã ủng hộ xã em. Em rất là thành thật cảm ơn các anh, các chị đã giúp đỡ cho ông xã em. Em chỉ biết nói vậy thôi, em cảm ơn rất là nhiều. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình thì Vũ Phương lại xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một diễn giả, một nhà biên khảo trong vai trò giới thiệu tác phẩm Đại Đế Quang Trung Trận Đánh Cuối Cùng chấm dứt Bắc Thuộc, chấm dứt họa Bắc Thuộc của tác giả Vũ Ngọc Đình. Mà như quý vị biết là tác giả Vũ Ngọc Đình có thể ra đi bất cứ lúc nào, nên đã gửi gắm cái tâm tư này cho nhà văn Trinh Nguyên. Không ai khác hơn, quý Phương xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nhà văn biên khảo Nguyễn Văn Sâm. Ông sinh tại Sài Gòn và là giáo sư năm 1975, thì ông là giáo sư của các trường như Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho, Petrisky, Sài Gòn, Đại học Văn Khoa, Đại học Vạn Hạnh, Cao Đài, Hòa Hảo và Cần Thơ. Trước năm 1975, ông đã viết rất nhiều tác phẩm về biên khảo văn học, và ông sang Mỹ năm 1979. Hiện vẫn tiếp tục nghề dạy học, và hiện tại thì ông lại trở về với những nét văn hóa dân tộc bằng cách là phiên âm các vở kịch như các chuyện thơ bằng tiếng Nôm, mà hiện tại vẫn chưa được phiên dịch và vẫn được nằm ở các thư viện tại Âu Châu. Quý Phương xin trân trọng kính mời quý vị cùng chào đón nhà biên khảo Nguyễn, giáo sư Nguyễn Văn Sâm. Kính thưa quý vị, khi nhận lời với anh Trinh Nguyên nói về tác phẩm của nhà văn Vũ Ngọc Đỉnh, tôi thật là không biết nhà văn Vũ Ngọc Đỉnh, và tôi cũng không biết cái tình trạng sức khỏe của nhà văn như thế nào. Nhưng mà càng nghe cái tình trạng hiện tại của ông Vũ Ngọc Đỉnh thì tôi càng buồn, hy vọng rằng ông bớt được chút nào hay chút nấy, sống thêm cái năm nào hay năm nấy. Nhìn chung thì Vũ Ngọc Đỉnh viết rất nhiều và có một tâm hồn, những thể hiện cái tâm hồn đó ở trong cái tác phẩm của ông. Tác phẩm của ông nói chung đó là một cái tiểu thuyết lịch sử. Nó không phải là lịch sử tiểu thuyết, mà tiểu thuyết lịch sử. Đó, trong cái khái niệm tiểu thuyết lịch sử, nó có hai cái ý niệm kế bên nhau. Nó là vừa là tiểu thuyết, nhưng mà không phải là tiểu thuyết về cuộc đời chúng ta trước mắt, mà là tiểu thuyết về một cái chuyện gì thuộc về lịch sử. Ở đây mở mặt một chút để nói là, hồi nãy có một cái vị hỏi tôi để chứ giáo sư có biết tác phẩm Tiến Địch Sông nghĩa là tác phẩm của một cái nhà thơ năm 1942 không đó, đó là tôi nói đó là một cái tác phẩm gọi là tiểu thuyết lịch sử, nhưng mà lịch sử của cái nước Tàu. Đó là nói về Hạng Võ thất trận. Và không phải là chỉ có cái tiểu thuyết lịch sử đó, mà còn có một cái cuốn khác nữa rất là nổi tiếng, nhưng mà cũng là lịch sử, nhưng mà viết theo cái kiểu thơ, tập thơ, viết theo một cái kiểu kịch thơ, đó là Tâm Sự Kẻ Sang Tầng. Sự Khai Tân Tầng là của Vũ Hoàng Trương. Như vậy thì nhiều người ta cũng viết về những tác phẩm, nhưng mà người ta dựa trên lịch sử. Tôi không có kích bác về cái sự kiện này, nhưng mà tôi nói đó là lịch sử của người Tàu. Và Vũ Ngọc Đỉnh hay ở chỗ là viết lịch sử của người Việt. Thì khi viết lịch sử đó, chúng ta, cái người viết nó phải đi theo những cái nguyên tắc. Nguyên tắc là làm thế nào để cho hấp dẫn cái người đọc, chẳng hạn như là Tâm Quốc Chí, thì đọc người ta thấy một cái sự hấp dẫn, đó là dựa trên lịch sử, nhưng mà phải bước ra khỏi lịch sử, biến thành tiểu thuyết để thấy rằng những cái hay của những nhân vật
những cái tài trí của nhân vật và những cái sắp xếp của tác giả, người ta dở ra cái lịch sử thì thấy Quang Trung trình ra thấy Quang Công khác với lại cái Quang Công ở trong Tam Quốc Chí, dở ra cái tiểu sử của Tam Tạng thì thấy Tam Tạng nó khác với Tam Tạng ở trong Tây Du Ký. Như vậy lịch sử là một cái cớ và tiểu thuyết là một sự biến thể của lịch sử để có một cái tác phẩm đặc biệt. Nhà văn hào Pháp Buffon có nói là lịch sử là một bức màn mà tôi treo lên những cái bức tranh tiểu thuyết của tôi. Nói một cách khác là ông ta dựa ở trên lịch sử để ông ta gắn lên một cái gì đó thuộc về tiểu thuyết. Tiểu thuyết là một cái điều bước lên trên lịch sử để tạo ra một cái tác phẩm nghệ thuật. Cái một cái nhà văn Pháp khác là Alexandre Dumas còn có nói một câu mà hơi tục một chút xíu, nói là nhà văn có thể hiếp dâm lịch sử nhưng mà điều kiện là phải tạo ra đứa con ngoan đẹp hay. Thì hai nhà văn đó nói một cách khác nhau nhưng mà cũng một điều là lịch sử chỉ là một cái cớ, một cái nguyên lý, từ đó nhà văn xây dựng một cái tác phẩm hay bằng cái nghệ thuật của mình. Như vậy thì vấn đề là có một cái chất liệu và biến chất liệu đó thành tiểu thuyết. Thì về cái thí dụ rất nhiều chúng ta có thể thấy khi học ở trung học, như là Ba Người 15 Phó Thủ, như là câu chuyện của hai thành phố, hay là về câu chuyện của thằng buồn nhà thời Đức Bà, hay là chuyện phá tướng được Bông Cristo, hay là chuyện Les Miserables của Victor Hugo. Tất cả những cái đó, những cái tác phẩm mà hay đó, trở thành ra cổ điển đó, đều là dựa trên những cái điều căn bản về con người phải đạo, về con người tốt lành và được biến hóa nó trở thành hay hơn nữa để của lịch sử. Như vậy thì nó không phải là hồi ký, nó không phải là hồi ký. Chúng ta nhớ lại gần đây tác giả Đèn Cù cũng viết về lịch sử, nhưng mà đó là hồi ký lịch sử, đó không phải là tiểu thuyết lịch sử. Bởi vì không có biến đổi cái lịch sử trở thành ra một cái tác phẩm văn nghệ, mà biến cái lịch sử của theo cái kiểu viết của Đèn Cù là biến lịch sử đó trở thành ra một hồi ký phục vụ cho một cái gì đó mà tác giả mong muốn, có thể là phục vụ cho chính trị tương lai của ông tác giả đó, có thể là phục vụ cho một cái đảng phái nào đó mà tác giả đó muốn. Thì đó là hồi ký lịch sử, đó không phải lịch sử. Hồi ký là sao? Là sự tưởng tượng rất ít và biến cái tiểu thuyết, biến cái sự kiện lịch sử trở thành tiểu thuyết rất ít. Cho nên Đèn Cù tôi gọi là một hồi ký lịch sử hay hồi ký chính trị, nó không phải là tiểu thuyết lịch sử. Và còn nhiều ý chuyện khác nữa mà tác giả phải theo. Tác giả phải làm sao cho cái con người của nhân vật của mình trở thành nhân vật căn bản, những nhân vật đó là được kính trọng và diễn tả điều mình muốn. Nhân vật đó anh hùng nhưng mà thật, chứ không phải anh hùng một cách giả tạo, hay nhưng mà chúng ta cảm thấy là hay thiệt, chứ không phải hay có thể là nhảy lên trên không, hay là có thể là quá phép. Cái đó đã trở thành ra lịch sử và biến thành ra quá hơn, cho nên trở thành ra tiểu thuyết kiếm hiệp hay là tiểu thuyết phong thần, nó không phải là tiểu thuyết lịch sử. Và chúng ta có thể thấy những cái điều khác nữa mà tác giả mong muốn. Thì tôi có thể tóm tắt như thế này: quyển sách của ông Vũ Ngọc Định đạt được những cái yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là nhà văn của ông viết rất là trơn tru. Yêu cầu thứ hai là ông ta dựa trên lịch sử
và yêu cầu thứ ba là biến cái lịch sử đó trở thành cái điều mà chúng ta ngưỡng mộ về nhân vật mà ông muốn diễn tả. Chúng ta ngưỡng mộ Quang Trung, chúng ta kính trọng Quang Trung thêm là nhờ cái sự diễn tả của ông Vũ Quốc Định, thì đó là một quyển sách chúng ta cần nên có. Một điều chúng tôi hơi tiếc là Quang Trung có một mối tình rất đẹp với Ngọc Hân công chúa, và Ngọc Hân đã có một cái bài văn não lòng người bao nhiêu thế hệ hơn 100 năm nay, đó là bài Ai Tư Vạn. Nhưng mà tác ông Vũ Quốc Định không có đem vào cái tác phẩm của mình. Có thể là cái sự tiếp của tôi nó có vẻ cá nhân, nhưng mà nhìn chung tác phẩm này là tác phẩm chúng ta nên có ở trong cái tủ sách của mình, nhất là cái giai đoạn này, giai đoạn mà người gọi cộng sản phương Bắc, hay là nói một cách khác đó là cái nước lạ đó, nó muốn là làm cái gì đó cái nước Việt Nam của chúng ta. Một cái tác phẩm như vậy là một tác phẩm nên có và nên đọc. Xin cảm ơn quý vị. Ông giảng sư, con xin cảm ơn lời chia sẻ của giáo sư ạ. Và kính thưa quý vị, và cũng nhân tiện nói về Đại tế Quang Trung thì có sự hiện diện của Tổng Thư ký Ủy ban xây dựng tượng đài vua Quang Trung. Thì quý Phương xin mời kỹ sư Phát Bùi vừa với thắng cử nghị viên của thành phố Garden Grove sẽ có đôi lời về chương trình ngày hôm nay. Xin thân ái chào toàn thể quý vị và thân hữu của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Thưa quý vị, chúng tôi vô cùng cảm ơn đến giáo sư Vũ Ngọc Đĩnh cũng như là nhiệt liệt hoan hô câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ đã giới thiệu tập sách Đại đế Quang Trung trận đánh cuối cùng chấm dứt họa Bắc thuộc. Thưa quý vị, tại sao chúng tôi vô cùng cảm kích và nhiệt liệt hoan hô câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ là bởi vì trước hiểm họa Trung Cộng đang xâm lăng lãnh hải và có lẽ sẽ xâm lăng cả lãnh thổ của chúng ta theo như cái sự hé lộ của Hiệp định Thành Đô, thì nếu chúng ta nhìn lại 250 năm trước, thấy rằng vua Lê Chiêu Thống khoảng 250 năm trước đây cõng rắn về cắn gà nhà cũng không khác gì Đảng Cộng sản Việt Nam vì quyền lợi của Đảng mà đã bán đứt đất nước của mình cho Trung Cộng. Điều đó là điều toàn dân Việt Nam không thể nào chấp nhận được. Nhìn lại lịch sử 250 năm trước dưới sự lãnh đạo của vua Quang Trung, chúng ta thấy rằng đất nước của chúng ta không thiếu nhân tài, từ các danh tướng như là Ngô Văn Sở, Ngô Thời Nhiệm, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, và toàn dân chúng ta đã sát cánh chỉ trong vòng có 6 ngày trời mà đánh thắng đại quân nhà Thanh. Nếu chúng ta nhìn thấy quân Thanh lúc đó đông gấp chục lần, có thể nói có thể lên đến cả hơn 10 lần quân đội của chúng ta. Vậy mà chỉ trong vòng 6 tháng trời chúng ta đánh thắng được một quân đội lớn như vậy, hùng mạnh như vậy. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng là Trung Cộng về vấn đề quân sự họ lớn mạnh hơn chúng ta nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, sức mạnh của quân đội chưa phải là yếu tố để mà có thể chiến thắng. Người Việt Nam ở hải ngoại của chúng ta không thiếu tài lực là bởi vì chúng ta mỗi năm gửi về hơn 10 tỷ đô la. Người Việt Nam ở hải ngoại không thiếu nhân tài, không thiếu trí lực là bởi vì người Việt Nam của chúng ta đã có thiếu tướng của trong quân đội lục quân Hoa Kỳ là người từng nổi tiếng bắt chiến bắt thắng ở trên trận chiến Iraq. Người Việt Nam của chúng ta không thiếu nhân lực là bởi vì ở hải ngoại chúng ta có hơn 2 triệu đồng bào đồng hương mà lúc nào cũng quan tâm đến vận mệnh của đất nước. Vì lý do đó chúng tôi nghĩ rằng một tập sách như vậy và những cái việc mà cộng đồng chúng ta làm trong thời gian ngắn vừa qua như là tượng đài Hưng Đạo Đại Vương cấp tốc được làm dựng nên để nhắc nhở đến cái tinh thần bất khuất của dân tộc chúng ta, và tượng vua Quang Trung sắp đến đây sẽ được thực hiện, tượng sẽ cao khoảng 9 feet, rất là lớn, và được làm bằng đồng ở ngay trên đường Euclid,
và hy vọng sẽ hoàn thành vào mùa xuân năm 2015. Chúng tôi mong rằng với những cái tinh thần như vậy, nó sẽ nhắc nhở lại cái ngọn lửa của dân tộc chúng ta, hào hùng cho chúng ta, và mong rằng nhà cầm quyền cộng sản thì có một cách duy nhất là thay đổi chế độ, phải tôn trọng tự do và nhân quyền để chúng ta cùng hợp lực lại và tranh đấu cho ngoại xâm. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng tôi lại hân hạnh giới thiệu đến quý vị một diễn giả trong cái vai trò giới thiệu tác phẩm Nợ Em Một Đời của nhà văn Trinh Nguyên. Một giọng nói thật truyền cảm, một tâm tình thật đằm thắm, và bà làm là giáo sư trước năm 1975. Và sau khi qua Mỹ thì bà đã lúc trước năm 1975 thì bà đã là một nhà văn và một nhà giáo. Và sau khi định cư qua Mỹ thì bà đã trở thành nổi tiếng trong giới truyền thông báo chí trong suốt 20 năm qua. Đó không ai khác hơn là nhà văn Bích Huyền. Tên thật của bà là Phạm Thị Nga, sinh tại miền Bắc nhưng lại lớn lên tại Sài Gòn. Và trong kinh Nghiệt Ngã Đau Thương vào ngày 30 tháng 4 đen năm 1975, bà đã mất đi người phu quân của mình, để chỉ để lại một người con gái nhỏ, đó là Uyển Diễm. Và trong cái nỗi đau thương nghẹn ngào đó, bà đã viết ra cuốn hồi quý Lối Cũ Chẳng Sao Quên, đã làm xúc động cho rất ngàn người khán thính giả. Và đồng thời tác phẩm Lối Cũ Chẳng Sao Quên cũng đã được dịch sang Anh ngữ. Hiện tại thì bà cộng tác viết cho rất nhiều nhật báo Việt ngữ của người Việt, và đang cộng tác với Đài Voa, Đài Radio Bosa và Sài Gòn Times. Minh Sương xin kính mời quý vị cùng hân hoan để chào đón nhà văn Bích Huyền. Cảm ơn Phương. Chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý vị hiện diện nơi đây, và cũng rất hân hạnh được anh Trinh Nguyên đón tiếp anh chị Trinh Nguyên từ San Jose về đây, và cho phép tôi được giới thiệu về tác phẩm Nợ Em Một Đời của tác giả Trinh Nguyên. Thưa quý vị, khi tôi đọc tác phẩm này thì tôi chưa bao giờ từng nhìn thấy chị Trinh Nguyên cả. Nhưng mà ngày hôm nay thì có lẽ anh phải nợ em nhiều đời lắm thưa anh. Là bởi vì chị đẹp quá, dịu dàng quá. Thưa quý vị, bây giờ thì tôi xin đi ngay vào tác phẩm Nợ Em Một Đời. Thì thưa quý vị, nếu mà nhìn vào cái cuốn tác phẩm đó, nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ lại còn nợ em một đời nữa, thì tôi thấy đây có lẽ là tác giả sẽ viết về hàng trăm ngàn con chữ về tình yêu của tác giả. Tình yêu thôi, nhưng mà thưa không, cuốn sách này không chỉ viết về tình yêu thôi ạ, mà trong đó chứa đựng cả một trời yêu thương về tình gia đình, tình mẫu tử, tình phụ tử, tình quê hương, tình họ hàng, quyến thuộc, và bao la hơn nữa, vâng, bao la hơn nữa là tình người trong mỗi hoàn cảnh mà tác giả đã từng gặp gỡ trên bước đường lưu lạc, hay là trong những cái ngày mà tác giả có dịp trở về quê cũ, giúp đỡ, đùm bọc, chia sẻ, nương nhau mà sống, nâng đỡ dìu dắt nhau trong bước đi tới, và từng bước một trên quãng đời. Hòa trong những cái bối cảnh ấy là mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước đã được tác giả khéo léo lồng vào, khiến cho chúng ta khi đọc có thể hình dung được đất nước Việt Nam của chúng ta với biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử,
qua từng giai đoạn của lịch sử, từ năm 1954 cho tới năm 2000, thưa quý vị. Đọc những câu chuyện của tác giả Trinh Nguyên viết thì chúng ta có thể hình dung ra được một số nét sinh hoạt của miền Bắc chúng ta, quê hương xa lắc với tuổi thơ êm đềm khi mà Nam Bắc còn sum họp một nhà. Khi đất nước chưa bị chia đôi thì đất nước miền Bắc lúc đó hiền hòa, bình an, đẹp đẽ vô cùng. Nhưng mà quê hương ấy nay còn đâu, sau hàng chục năm ngày tác giả trở về, về như là về, thưa quý vị, một nơi xa lạ, đổi thay một cách tàn nhẫn, lạ lùng. Thôi thưa quý vị, kỷ niệm tuổi thiếu thời đẹp như cổ tích, quê hương xưa đã giờ xa thật là xa. Hiện tại là lạ lùng trên từng bước chân đi, bỏ lại sau lưng tất cả thân quen yêu dấu nhạt nhòa. Đó là lời thơ của Chi Nguyên. Những cuốn sách đã được xuất bản, thưa quý vị, hàng chục năm qua tại hải ngoại với hàng trăm hàng ngàn người viết, hiện đã nằm trong các thư viện rải rác trên khắp thế giới. Nếu không là những tác phẩm văn chương thì cũng được xem như là những tài liệu lịch sử. Và hôm nay nữa, tác phẩm Nợ Em Một Đời của tác giả Trinh Nguyên tạo nên một nền văn học hải ngoại cũng có một nét chung là mang nặng một tình hoài hương như chúng ta, như quý vị ngồi đây. Và đây như một tài liệu cho những ai sau này muốn tìm hiểu về đời sống người Việt khoảng thời gian hơn một nửa thế kỷ, từ năm 1954 cho tới ngày nay. Thưa quý vị, cái bài học đầu đời mà ai trong chúng ta với số tuổi đời trên dưới 60, 70 ngồi đây hôm nay cũng đều được học trong cuốn sách Quốc văn giáo khoa thư, dạy chúng ta rằng chỉ có quê hương là đẹp hơn cả. Vâng, cũng chính vì thế mà Ulysses, một nhân vật huyền thoại của Hy Lạp, đã bỏ lại tất cả lâu đài, quyền lực và người đẹp để mà vượt sống chết, vượt muôn ngàn dặm biển để tìm về quê hương. Và chúng ta cũng đã từng như Ulysses, nhưng mà chúng ta vượt rừng, vượt núi, vượt đại dương, vượt sóng để trốn chạy ra khỏi quê hương, tìm nơi lánh nạn cộng sản. Đó là một thời đau thương của tháng 4 1975. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã bỏ tất cả để tìm tự do, bất kể sống chết, vượt muôn ngàn dặm biển, 6.000 trùng, hàng trăm ngàn hay hàng triệu người, có con số nào chính xác để ghi lại những cái oan khiên mất mát nơi biển sâu ấy, nơi rừng sâu, trên đường bộ? Và bây giờ thì chúng ta còn có nhau, gặp nhau ở nơi đây, lặp lại cuộc đời, và chúng ta ngồi lại đây để ôn lại một chút hình ảnh đau thương đã qua, nhưng đồng thời chúng ta lại nhìn thấy tương lai sáng sủa của thế hệ tiếp nối chúng ta đang đi tới, đang lập nên bao nhiêu thành tích tại quê hương thứ hai này. Đó là một cái điểm son mà chúng ta phải hãnh diện. Thế nhưng mà thưa quý vị, quê hương ngày nay với chúng ta ở bên kia bán cầu còn bao nhiêu cách biệt, thì chắc là quý vị cũng đã hình dung, cũng đã trở về và đã đọc qua rất
rất nhiều trên sách báo, trên Internet. Nhưng ở đây thì nhà thơ Trinh Nguyên có thể ít nhiều trả lời câu hỏi ấy. Tôi xin phép được đọc. Ôi tự do và hạnh phúc, tôi vẫn thể bước đi, hồn bỏ lại. Lệ không dâng, sao mắt lại chợt cay. Không thổn thức mà sao lòng sóng động. Đông không về, sao có gió heo may. Xin trân trọng, kính chào quý vị. Xin phép được giới thiệu quý vị một diễn giả trong vai trò giới thiệu tác phẩm Đôi mắt biển của nhà văn Trinh Nguyên. Đó là nhà biên khảo sử gia Phạm Trần Anh. Và trước năm 1975 thì ông là đốc sự hành chánh. Tại hải ngoại thì ông là hội viên Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, đồng thời cũng là Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam. Hội Quốc tế Nghiên cứu Biển Đông Nam Á và Mặt trận Dân tộc Cứu Quốc. Quý Vinh Phương xin kính mời quý vị cùng hân hoan chào đón nhà biên khảo sử gia Phạm Trần Anh. Dạ vâng, chúng tôi Trần Anh trân trọng gửi lời chào tới toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, cái tác phẩm đầu tiên là Đại Đế Quang Trung chấm dứt cái hòa Bắc rồi. Phương Bắc là tác giả là Vũ Mộc Đính, là ông anh kết nghĩa của tôi khi tôi còn ở Việt Nam. Thì tôi tin rằng tác giả Vũ Mộc Đính đã đi vào trong cái lịch sử tiểu thuyết của nền văn học Việt Nam với những tác phẩm 12 sứ, Bắn rụng mặt trời và tác phẩm mới nhất là Đại Đế Quang Trung, trận đánh cuối cùng chấm dứt hòa Bắc thuộc, là cái thời phong kiến. Thưa quý vị, chúng ta đang thực sự đối đầu với một cái đại họa Bắc thuộc mới mà Nguyễn Cơ Thạch, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, đã tuyên bố một thời kỳ mới, bi thảm mới bắt đầu. Chúng ta đã và đang mất nước. Chúng ta, dân tộc chúng ta trong lịch sử oai hùng đã ghi những chiến tích, những kỳ công có 102 trong lịch sử nhân loại. Dân tộc Việt Nam đã góp phần chuyển đổi lịch sử thế giới với cuộc đại thắng quân Mông Cổ năm 1254, xóa bỏ cái danh hiệu bất chiến bất thắng của đội quân Mông Cổ. Và chúng ta ngày hôm nay lại đối mặt với thù trong là cái tập đoàn Việt Nam Cộng sản và giặc ngoài là đế quốc mới Trung Cộng. Trong lịch sử dân tộc Việt có hai vị tướng nổi tiếng của cả nhân loại, đó là Đức Thánh Trần Hưng Đạo và Đại Đế Quang Trung. Lịch sử Tây Phương thường nhắc đến một Napoleon, một Lã Phát Luân, nhưng mà so sánh một Lã Phát Luân với một Quang Trung Đại Đế không thể so sánh được. Thứ nhất, Đại Đế Quang Trung chưa hề một lần chiến bại, trong khi Napoleon thảm bại Auschwitz, Waterloo, nhục nhã vô cùng. Trong lịch sử chiến tranh, Đại Đế Quang Trung vừa giỏi thủy chiến, đã nướng 50,000 quân Xiêm và giỏi cả bộ chiến với hành quân tốc chiến tốc thắng. Mà quý vị coi những cái phim kiếm hiệp mà nó tuyên truyền trên mấy cái đài Việt Cộng ở trong nước là Càn Long Lưu Du Giang Nam. Quý vị thấy lâu lâu có những cái thích khách toàn là nữ nhân Việt đi tìm giết Càn Long. Cái tinh thần Việt như vậy. Và hơn ai hết, Càn Long hiểu được giá trị của Quang Trung, hiểu rõ được cái thực tài của Quang Trung, thành ra phải cúi đầu mà chấp nhận một cái thất bại ê chề. Nhà thơ Vũ Lan, chủ tịch câu lạc bộ thi văn Tao Đàn Hải Ngoại, có làm đôi câu đối: Quốc tuấn tướng nhà Trần, thế giới anh hùng nghe có một, Quang Trung vua nước Việt, Trần gian tấn kiệt thấy không hại. Thưa quý vị,
hôm nay tôi lại được hân hạnh hầu chuyện với quý vị về một tập thơ Đôi Mắt Biển của nhà văn, nhà thơ Trinh Nguyên, một người bạn thơ, người bạn tranh đấu của tôi. Nói tới Trinh Nguyên, trong giới cầm bút cũng chẳng xa lạ gì. Không những thế mà còn thân quen trên nhiều phương diện. Ký giả Kiều Mỹ Duyên đã viết về Trinh Nguyên như sau: đọc truyện của Trinh Nguyên để buồn theo tác giả, ngậm ngùi với những nỗi đau thương, ngay cả thơ cũng buồn. Đọc để mà buồn, để mà nhớ về thân phận con người trong chiến tranh, sau chiến tranh, thân phận của những người tù còn sống chết trở về từ địa ngục trần gian. Nói chung, tác phẩm của Trinh Nguyên là tình cảm ướt át như nước mưa. Tình người phụ nữ trong thời chiến với người tình là lính chiến, thủa chiến tranh cách biệt chia lìa, mơ ước gặp nhau trong từng giây phút để gặp nhau của những người yêu nhau, thật sự yêu nhau tha thiết, không biết ngày mai ai còn ai mất. Yêu trong đợi chờ, tội nghiệp cho những người phụ nữ trong chiến tranh. Chính vì vậy, chúng ta cũng chẳng ngạc nhiên gì khi lính đã yêu thì rừng tàn núi lở, vì đời lính còn dang dở. Để rồi chỉ một chuyến bay đêm, một cuộc đổ quân chớp nhoáng, hay một cái chết của một viên đạn tình cờ ập tới người lính chiến bên chiến hào, người lính chiến đã hiên ngang đối mặt với quân thù để bảo vệ phần đất tự do đã ngã gục, trong khi người vợ còn đang nằm ôm con thơ nhỏ dài, trong khi người tình còn mơ tưởng ôm chặt người yêu đêm qua, để rồi sáng hôm sau trên khăn tang cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân. Cái bài hát ngậm ngùi thấm thiết tuyệt vời làm sao, thổn thức dày dứt khôn nguôi, một cái chết hạnh phúc tuyệt vời, trên nỗi khổ đau, trên cái niềm thống hận triền miên bất tận, còn lưu dấu trên những đôi mắt u sầu huyền hoặc của biết bao cô phụ trong thời chiến tranh. Thưa quý vị, tâm trạng của Trinh Nguyên cũng chính là tâm trạng của một Kiều Mỹ Duyên, một ký giả chiến trường năm xưa, và cũng là tâm trạng của tất cả chúng ta đã một thời để yêu và một thời để nhớ, một thời sống chết với quê hương dân tộc, với khốn khó thương đau, mà giờ đây nếu chúng ta đi xuống San Diego nhìn xuôi xuống phương Nam, lòng chúng ta trừng lại khi nhìn về đôi mắt biển quê hương ở bên kia bờ đại dương nghìn trùng xa cách. Chúng ta cùng nhau một thoáng ngậm ngùi của Trinh Nguyên để thấm đậm một nỗi buồn vu vơ chất chứa tiềm ẩn trong lòng chúng ta từ bao giờ. Nắng chiều hôn đoá cúc vàng, bóng nghiêng ngã đổ hai hàng lệ rơi, nhìn tay tuổi nhuộm dương tà, hắt hiu nắng muộn bóng ta lạc loài, còng lưng ôm lấy thu hoài, nghe như lá rụng tình hoài trăm năm. Tác giả Đôi Mắt Biển đã tâm tình là trong cả bài trăm bài thơ ngẫu hứng, không niêm, không luật, không tựa và có tựa đề, để nói lên tình yêu không bao giờ xa rời, nỗi yêu thương không bao giờ đứt đoạn, đã và đang gặp nhấm, đang ẩn hiện trong lòng chúng ta. Quê hương ngàn trùng xa cách và tiếng mẹ ru vời như làn sóng vỡ bờ. Đôi mắt biển, đôi mắt say niềm nhớ và cách trở đại dương như trăng nửa mạch, âm thầm dõi bóng đêm khuya. Xa rồi, một thuở yêu thương, tàn rồi một kiếp nối, với những nỗi niềm riêng không lời hò hẹn nhau trên nẻo đường quê và mẹ trên lối chờ mặc gió đi hoang. Đôi mắt biển, ai chờ mộng đó, tình như mơ sóng gọi đêm sầu. Một kiếp hoang đời trôi bão nổi, cuối đời rồi mà chẳng thoát niềm đau. Ôi, cái tâm hồn thơ sao mà bi thương ai oán đến như thế. Thưa quý vị, may là trong cả trăm bài thơ ngẫu hứng không niêm không luật đó, tôi tìm được một đồng cảm trong lúc nhà thơ Trinh Nguyên say sưa. Say sưa ngã xuống giếng đời, quẩn quanh xuôi ngược dã rời tình đau. Tình nhau trong mộ thảm sầu, nghe vang tiếng quốc,
nỗi sầu nghiệp tan. Nếu mai trở lại giang san, đừng quên lệ rượu cất bằng niềm đau. Uống đi đổ vỡ đỉnh sâu, đập tan biển nhớ, xé màu tan thương. Ngõ về hoa thắm bên đường. Thưa quý vị, tôi muốn nhân dịp này để nói với bạn tôi là không có chút nếu mà đại thi hào Nguyễn Du đã viết một câu để đời là: trời còn để một hôm nay, tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời. Thưa quý vị, ngày em giờ dây đó không xa, quý vị, bạn tôi và chúng ta cùng về, trở về trên quê hương trong tiếng cười vui rộn ràng, ngạo nghễ cất vàng tiếng hát. Ta như nước dân, dân chẳng có bao giờ ta. Đường dài muốt ngàn chỉ một trận cười vang vang. Từng ngày qua, đi trong đau nhức khôn nguôi, chúng ta thành một đoàn người hiên ngang. Trên cùng gông hát cười đùa vang vang, còn Việt Nam triệu con tim là triệu khối kiêu hùng. Trân trọng kính chào toàn thể. Và kế tiếp mà để chúng ta hiểu rõ hơn về tác phẩm thì Minh Phương xin mời một người diễn giả với vai trò giới thiệu về tác giả ngày hôm nay. Đó là không ai khác hơn, đó là nghệ sĩ Như Hào. Như quý vị biết thì trong suốt 50 năm qua thì nghệ sĩ Như Hào rất là hoạt động rất là tích cực trong ngành truyền thông, văn nghệ. Và hiện tại cô là chủ của đài Mẹ Việt Nam 107.106.3 FM vào cuối tuần tại miền Nam Cali. Như quý vị đã biết thì khoảng 50 năm về trước, với cái đài tiếng phát thanh quân đội thì có hành trình rất được mọi người ưa thích, đó là tiếng hát hậu phương và nghệ sĩ và chiến sĩ. Đồng thời, nghệ sĩ Như Hào cũng cùng với nhạc sĩ Phạm Mạnh Trương thực hiện rất là nhiều chương trình. Và chương trình cuối cùng là của nhạc sĩ Phạm Mạnh Trương, Trước Khi Sài Gòn Chúng Ta Bất Tử. Năm 1990, nghệ sĩ Như Hào tại miền Bắc Cali đã cùng với nhạc sĩ Anh Việt thực hiện chương trình Gợi Giấc Mơ Xưa. Năm 2000, bà di cư trở về lại miền Nam Cali. Và năm 2010 thì được mời làm giám đốc của đài TV Global TV 57.8. Về hoạt động xã hội thì trong suốt 9 năm trời bà luôn luôn thực hiện những cái ngày hiền mẫu, và trong bất cứ hoàn cảnh với những gặp sự khó khăn hoặc là những cái áp lực nào thì nghệ sĩ Như Hào vẫn thực hiện những công tác của mình với tất cả tấm lòng để thắp sáng tình đồng hương nơi hải ngoại. Với Minh Phương xin kính mời quý vị cùng chào đón nghệ sĩ Như Hảo.